Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 24 trang 39 tập nằm văn. Một nhận xét. Đọc lại bản tin vẽ về cuộc sống an toàn. Tiếng Việt 4 tập 2 trang 54, 55. Trả lời câu hỏi. Câu E, bản tin này gồm mấy đoạn? Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng xem lại bản tin vẽ về cuộc sống an toàn. Tiếng Việt 4 tập 2 trang 54-55. Thì cách để các em xác định bài văn gồm mấy đoạn? Đó chính là kết thúc một đoạn văn, bao giờ cũng là chấm xuống dòng. Từ bắt đầu của đoạn văn, bao giờ cũng được viết thụt vào một từ so với các dòng tiếp theo như vậy chúng ta xác định được là bản tin này gồm một chấm xuống dòng này từ đầu tiên của đoạn tiếp theo được viết thụt vào một từ lùi vào một từ so với so với các dòng còn lại của đoạn đó rồi như vậy là bản tin này gồm một hai ba và bốn đoạn. Như vậy chúng ta có thể trả lời là bản tin này gồm bốn đoạn. Câu B. Ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây, sự việc chính được nêu ở mỗi đoạn. Tóm tắt mỗi đoạn bằng một hoặc hai câu. Đoạn 1 UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của Thiếu Nhi với chủ đề là em muốn sống an toàn. Rồi như vậy là sự việc chính là cuộc thi vẽ tranh của Thiếu Nhi, chủ đề là em muốn sống an toàn, vừa được tổng kết. Tóm tắt, UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh Thiếu Nhi, chủ đề là em muốn sống an toàn. Tiếp theo em sang đoạn 2. Được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắc. Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Rồi như vậy sự việc chính ở đoạn 2. Nội dung và kết quả của cuộc thi. Tóm tắt. Trong 4 tháng, có 50.000 bức tranh của thiếu nhi gửi đến. Tiếp theo là đoạn 3 chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông thật là phong phú đội mũ bảo hiểm là tốt nhất Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi giải đặc biệt gia đình em được bảo vệ an toàn Tạ Bích Ngọc 9 tuổi giải nhất trẻ em không nên đi xe đạp trên đường Nguyễn Thúy Mai Dung 7 tuổi giải ba chở ba người là không được Nguyễn Ngọc Lan Dung 12 tuổi giải ba Do như vậy là ở đoạn 3 này, sự việc chính là nhận thức của Thiếu nhi bộc lộ qua những tác phẩm dự thi. Tóm tắt là tranh vẽ cho thấy kiến thức của Thiếu nhi về an toàn rất là phong phú. Tiếp theo là đoạn 4. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Và như vậy sự việc chính là năng lực hội họa của thiếu nhi bộc lộ qua cuộc thi. Tóm tắt, tranh dự thi có ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Rồi tiếp theo em sang câu C Viết tóm tắt toàn bộ bản tin Thì ở đây chúng ta có thể tóm tắt toàn bộ bản tin như sau Vẽ về cuộc sống an toàn UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền Phong Vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Em muốn sống an toàn Trong vòng 4 tháng Từ tháng 4 năm 2001 Cuộc thi đã thu hút được 50.000 bức tranh của thiếu nhi khắp nơi gửi đến các bức tranh cho thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, rất phong phú. Không những vậy, tranh còn được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Hai là mã các em sang phần luyện tập. Một, đọc bản tin Vịnh Hạ Long, được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Tiếng Việt 4 tập 2 trang 63-64. Tóm tắt bản tin bằng 3 hoặc 4 câu. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng đọc bản tin. Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ngày 17 tháng 11 năm 1994, Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với những giá trị ngoại hạng về thẩm mỹ, địa chất, đa dạng sinh học và lịch sử văn hóa. 6 năm sau, ngày 29 tháng 1 năm 2000 UNESCO lại công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên về địa chất địa mạo. Đây là khu vực có các quá trình địa chất đặc biệt, có đặc điểm nổi bật về địa mạo, đồng thời là khu vực có cảnh quan thiên nhiên ngoại hạng và có giá trị đặc biệt về thẩm mỹ. Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2000, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp tổ chức họp báo công bố quyết định trên của UNESCO. Việc lần thứ hai UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới cho thấy rõ Việt Nam đã hết sức quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản trên đất nước mình, trong đó có vai trò quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Rồi như vậy ở đây chúng ta có thể tóm tắt bản tin này bằng 4 câu, từ 3 đến 4 câu. chúng ta có thể tóm tắt như sau ngày 17 tháng 11 năm 1994 em nhớ là khi tóm tắt thì chúng ta chỉ cần nêu những sự việc chính thôi ngày 17 tháng 11 năm 1994 thì vịnh hạ long được unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới này đây là sự việc thứ nhất sự việc thứ hai là ngày 29 tháng 11 năm 2000 thì unesco lại công nhận vịnh hạ long là di sản về địa chất địa mạo rồi sự việc chính thứ ba là ngày 11 tháng 12 năm 2000 thì quyết định trên được công bố tại Hà Nội. Sự kiện này cho thấy Việt Nam rất quan tâm, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản thiên nhiên. 2. Dựa theo cách trình bày, bài báo vẽ về cuộc sống an toàn, sách tiếng Việt 4 tập 2 trang 54-55. Em hãy viết phần tóm tắt in đậm cho bài báo Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ở à đây phần tóm tắt thì chúng ta cũng chỉ cần nêu những ý chính thôi. Những sự kiện chính diễn ra. Ngày 17 tháng 11 năm 1994 này, UNESCO lần đầu công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. Rồi tiếp theo đến là ngày 29 tháng 11 năm 2000, UNESCO lại công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên về địa chất địa mạo. Và thứ ba là ngày 11 tháng 12 năm 2000 thì quyết định trên được công bố tại Hà Nội. Đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.